hai anh em đang đi qua trong một cái con suối cả nhà, mà đi tới giữa suối á thì lại bị tắt máy rồi, bị chết máy rồi cả nhà mình. Ui, còn số anh, còn số, còn số. Em thấy Jason còn số rồi. Đây là cái nguồn suối này cả nhà. Tại vì mấy hôm nay mưa nước lớn quá cho nên là suối nó chảy đi ra ngoài đường luôn. Vừa chạy tới giữa suối á, là nó bị chết máy như thế này luôn. Trong cái quá trình mà Tiến đi thăm bà con nghèo. Được không anh? Sao không trả số về lại số mo á? Cát hả? Trên tay của Tiến đang cầm điện năng lượng mặt trời. Trời ơi, xe của anh Gold đi rừng núi á cả nhà, cho nên là anh không có xe đi, anh chỉ có chiếc xe cùi bắp như thế này thôi, mà hư miết à cả nhà. Rồi đợi đợi em xíu, để Tiến cắt cái điện năng lượng mặt trời tại vì sợ ướt á cả nhà mình. Cát quá cho nên là anh đẩy lên không nổi. Rồi lên ạ. À, hai bắt. Ui, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Từ từ, từ từ nha. Hai bắt lên. Sao anh qua quẹo qua đó không chị, quẹo qua đây nè. Ui chạy. Hai bắt lên. Rồi xuống nữa. Hai bắt, hai bắt lên. Wow, sợ nó không có nổ máy này cả nhà. Đó, muốn nổ rồi, nóng máy muốn nổ rồi. Wow, may quá cả nhà mình ơi. Xe này là mấy năm rồi anh? 6-7 năm nay rồi. 6-7 năm nay rồi. Hư hoài thôi vậy hả? Đó, cả nhà thấy nước lớn không? Rồi, bây giờ hai anh em tiếp tục cuộc hành trình đi tới hộ hoàn cảnh mà hôm nay Tiến muốn chia sẻ với cả nhà mình. Từ từ anh, từ từ, từ từ. Rồi, cả nhà nhìn phía trước đoạn đường nó rất là khó đi luôn. Hình như nước nó vô bô đúng không ta? Vô đồng đi xe nè. À, từ thân vô nợ. Tiến muốn để cái khoảnh khắc này để cho cả nhà cùng xem cái quá trình mà mỗi ngày mà Tiến đi lên thăm bà con nghèo á, nó sẽ như thế nào nha. Ở đây người ta khai hoang ra để trồng mí rồi á, trồng bắp rồi cả nhà. Ừ, ghê quá. Từ nha, từ anh chừng tí. Ráng ráng xuống nữa, ráng xuống nữa. Ui, con rắn mới bò qua. Rắn hả? Ờ, rắn mới lương qua luôn á. Mùa này mùa của nó rồi. Mùa mưa đi trên đường trên núi như thế này rất là nguy hiểm luôn cả nha. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Tiến cùng với anh Gold đang đi len lỏi vào trong khu vực rừng núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Cái quá trình mà đoạn đường mà hai anh em Tiến di chuyển á, để mang vác nhu yếu phẩm lên thăm một hộ hoàn cảnh ngày hôm nay mà Tiến chia sẻ với cả nhà, thì cả nhà cũng thấy cái đoạn đường á,
mưa gió nó rất là sình lầy và đi rất khó khăn luôn cả nhà. Bây giờ hai anh em cũng đã tới rồi, xe thì để ở ngoài cái chỗ hàng rào, đi bên trong một cái rẫy của người Kinh hay sao cả nhà. Wow, bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Tiến không biết là cái hoàn cảnh hôm nay anh Gold dẫn Tiến tới thăm là cái hoàn cảnh đó như thế nào, tại vì Tiến cũng chưa có hỏi anh Gold đâu cả nhà. Cho nên là anh dẫn đi thì Tiến tới, Tiến cũng muốn tìm hiểu để cho họ được tự nhiên hơn và để họ chia sẻ cái cuộc sống nghèo khổ của họ sống ở trên núi cực khổ như thế nào, để cho Tiến biết và cả nhà xem á, cả nhà cùng hiểu rõ cái hoàn cảnh của họ luôn. Như những tập video trước á, Tiến cũng có chia sẻ là Tiến đi thăm bà con nghèo á, là Tiến không có đi thăm những cái hộ hoàn cảnh mà gần gần ở ngoài đường nữa đâu cả nhà. Tại vì những hoàn cảnh đó người ta ở ngoài đường, người ta sẽ được lợi hơn các bà con ở trong rừng. Cho nên là Tiến không có muốn các bà con ở trong rừng sâu hay là ở trên núi cao họ bị thiệt thòi á. Nên là Tiến muốn đi len lỏi vào trong rừng sâu để tìm họ và cung cấp lương thực cho họ để cho họ khỏi bị thiệt thòi. Nên là cái quá trình mà Tiến làm ra video á, cứ 2 ngày là Tiến có một tập cả nhà, chứ không có thường xuyên á. Cho nên là con cũng rất mong các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân gửi quỹ cho con á. Con giải ngân không kịp á thì cô chú hãy thông cảm cho con nha, tại vì con cũng đi tìm kiếm hoàn cảnh ở trên núi á, rồi đi buổi sáng chiều tối á cũng mới về tới nhà thì không có kịp để mà chỉnh sửa video. Rất mong cô chú thông cảm cho con. Đó, cứ như đi hôm nay cả nhà, sáng sớm là Tiến đi mua đồ rồi đi lên núi á, là đã 11 giờ rồi, còn đi bên sâu bên trong rừng nữa, khi mà xuống núi lại á, thì tới chiều rồi, rồi Tiến còn phải chạy về dưới thành phố nữa là tới tối luôn à cả nhà. Một ngày trôi qua rất là nhanh luôn, Tiến không kịp làm cái gì luôn. Mệt không anh Gold? Mệt hả? Ráng xíu nữa à. Gần tới chưa? Còn khúc nữa hả? Như cả nhà khi nãy cả nhà thấy đó, anh Gold á, ảnh là người đồng bào ở khu vực này đây, đã nghèo khổ rồi, nghèo mà gặp cái eo nữa cả nhà. Họ không có xe đi, mà khi mà có xe đi á là xe á, nó không có được kiểu như được mới á cả nhà, xe rừng núi mà, nên ăn hư miết à. Họ không có tiền để mà họ sửa, cũng không có tiền để mà mua xe mới luôn. Cứ hư thì để đó, chạy tới khi nào mà chạy không được nữa thôi cả nhà. Rất là tội cho họ luôn. Wow, tính ra cũng xa anh ha. Ở đây mưa lớn lắm nè. Tiến đi lên này là tiếng nghe cái tiếng suối chảy róc rách róc rách rồi. Cả nhà xem được video của Tiến á, cả nhà ủng hộ cho Tiến bằng cách một lượt like, cho Tiến một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video rộng rãi tới cho tất cả mọi người cùng biết đến kênh của Tiến nhiều hơn nha. Đây là con suối nè cả nhà. Wow, mát ghê ta. Trời ơi, nước trên này mát lắm cả nhà mình ơi. Đây, nước á là nó ở trên đỉnh núi á cả nhà, rồi nó chảy xuống đây, mưa lớn á là chảy ào ạt xuống đây luôn. Nãy giờ hai anh em cũng đang nghỉ được một chút rồi cả nhà, bây giờ lại tiếp tục để mà đi lên cái hoàn cảnh đó. Ui, ở đây là rẫy của người ta hả anh? Wow, giờ cũng phải bước qua cái hàng rào gai như thế này. Ê chà, cái nhà đợi tiếng xíu nha. Cái hàng rào gai này nó bén lắm cả nhà mình, cho nên là phải cẩn thận. Cô chú anh chị nào mà thấy cái video của Tiến á,
và muốn đi ra cái vùng đất khô cằn sỏi đá này, muốn trải nghiệm cái phong cảnh thiên nhiên ở quê hương Ninh Thuận và trải nghiệm cái cuộc sống của bà con đồng bào á, thì hãy liên hệ giúp cho Tiến nha, để Tiến có được cơ hội đưa các quý ông bà cô chú anh chị để đi thăm cái quê hương mà hiện tại Tiến đang sinh sống. Ở đây đẹp lắm cả nha. Khu vực dưới đây là suối nè, nhưng mà nó mọc cỏ voi lên á. Wow. Đây. Trời ơi, cây đồ nó ngã hết rồi. Ngã tùm lum hết cả nha. Cứ nghĩ là chắc người đồng bào họ sử dụng cái nguồn nước ở đây nè. Tại vì nước ở đây á, là ở trên kia nó sẽ có một cái suối nguồn, cho nên là nước nó sẽ chảy quanh năm suốt tháng luôn. Chứ ở trên vùng sâu vùng xa như thế này á, mà đi xuống làng múc nước á, thì tôi nghĩ cũng rất là cực á cả nha. Wow. À, Tiến có thấy căn chòi bạc rồi. Trời ơi, họ sống ở trên đây. Chết ở trên đây luôn cả nha. Wow. Ủa cái này là nó ngã hả ta? Ngã. Đây cái nhà mình, cái cây đu đủ nó rất là to lớn luôn. Gió lớn á mà nó ngã như thế này nè. Đây là cái lá đu đủ nè, cái trái đu đủ nè cả nhà. Tôi nghĩ là chắc nó mới ngã thôi, còn tươi luôn. À, em chào chị nha. Trời ơi, đang làm gì đó? À, sống nhưng mà xa dữ vậy chị. Ủa ai chảy gì, cái gì dưới kia vậy ta? À chồng hả? Là hai vợ chồng sống trên đây luôn hả? Cho em mượn cái mic nha. Cho em gắn cái mic một xíu. Sống ở trên đây lâu chưa chị? Dạ, hơn một tháng nay rồi. Hơn một tháng nay rồi. Dạ. Trước đó là mình sống ở đâu? Ở dưới làng mà ba mẹ ở trên đây. Thế là mẹ già rồi. À, mẹ già rồi. Lý do tại sao mà mình không ở dưới làng? Tại vì mình đang có con nhỏ mà. Dạ, để dành cho chị. Gia đình của chị có chị em nhiều quá, cho nên là bắt buộc mình phải lên trên đây. Dạ. Trời ơi, con còn có nhỏ xíu à cả nhà mình. Rất là thương luôn. À, vậy rồi hả chị? Dạ. Ơ, sao cái chén của cháu nó bị sao vậy chị? Bị bú máu. Bú máu hả? Trời ơi. Khi mà Tiến đặt chân tới đây cả nhà mình, thì cháu nó cũng khó á, tại vì nó đang bệnh á cả nhà. Cho nên là cũng quấy khóc, nên Tiến cũng không có muốn cái việc này xảy ra, để cho cả nhà cùng hiểu rõ cái câu chuyện và cái hoàn cảnh hôm nay Tiến muốn truyền tải tới cho cả nhà xem. Thì khi mà Tiến đặt chân lên đây nha, trước tiên là Tiến thấy là khu vực này là ở trên rừng trên núi. Thì nãy giờ cái quá trình, cái đoạn đường mà Tiến đi lên á, là cả nhà cũng đã thấy rồi. Thì đặt chân lên đây á, là Tiến bắt gặp được một cái căn chòi bạc như thế này. Ở đây á, là có hai vợ chồng, thì Tiến nghĩ cũng rất là trẻ tuổi thôi cả nhà. Mà nói chuyện sơ qua một khúc á, một đoạn á, thì chị gái có chia sẻ là trước đó sống ở dưới làng cùng với ba mẹ, nhưng mà vì cái lý do anh chị em đông quá, cho nên là họ ở dưới cùng với ba mẹ, rồi phải lên trên cái mảnh đất hiện tại của ba mẹ ở nè đó, để mà họ có thể họ ở trên đây. Thì khi mà Tiến đăng tải cái video này lên á, họ chỉ mới ở một tháng thôi cả nhà. Có sao thì Tiến chia sẻ lại cho cả nhà y như vậy luôn. Khi mà em tới đây á, thì trước khi em tới đây á, là em cũng có hỏi anh Gôn và nhờ anh Gôn dẫn lên trên đây. Đó, dẫn lên trên đây để mà có thể thăm gia đình của mình. Dạ. Và em không hề biết cái hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào. Thì chị có thể chị giới thiệu về bản thân của chị được một chút được cho em với lại ông bà cô chú anh chị cùng biết được không? Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ, em 17. Mới 17 tuổi. Năm nay mới 17 tuổi thôi cả nhà mình. Thật sự ra là còn rất là quá trẻ. Em tên là gì? Bé Nga. Ừ? Bé Nga. Bé Nga. Dạ dạ. À, bé Nga. Năm nay 17 tuổi. Thì em có chồng vào lúc bao nhiêu tuổi? 16. 16 tuổi có chồng. Con em hiện tại bây giờ là mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. 4 tháng rồi. Dạ. 4 tháng khi mà đẻ ra là cái này gọi là cái cục bướu đúng không em? Dạ. Bú này gọi là bú máu khi nãy em chia sẻ. Dạ đúng rồi, bú máu. Là cháu nó bị kiểu như là từ trong bụng mẹ luôn. Dạ.
À, để ra là nó có một cái cục như vậy luôn, đỏ Dạ. đỏ luôn. Lúc đầu là À, nhỏ xíu mà. nhỏ xíu Dạ. Không có. Dần dần nó bự ra và nó to ra. rồi nó Dạ có hành gì cháu không? có sốt, bệnh miết à. À, sốt với lại bệnh miết thôi. Mình có mang cháu xuống bác sĩ không? Có. Bác sĩ nói như thế nào? Thì nó bố máu mà nó lành. À, bú máu nhưng mà bú lành. Bác sĩ có khuyên là mình phải đi chữa trị đồ không? Có đi qua Sài Gòn. Đi vô Sài Gòn chữa trị, nhưng mà vì cái lý do mình sống ở trên núi, một ngày kiếm vài chục ngàn còn không có, cả nhà mình lấy tiền đâu ra để mà đưa con đi Sài Gòn đúng không? Mới 4 tháng thôi, cả nhà mình thật sự rất là tội cho đứa nhỏ luôn. Nó kiểu như cái căn bệnh này nó hành cháu á, cho nên là không có đứa trẻ nào mà nó chịu được, nó quấy khóc liên tục mà cả nhà, nên là rất là thương. Mình ở đây mới 1 tháng thì sau mình không nói với lại ba mẹ hoặc là anh chị ở dưới đó, nhường cho mình xuống ở dưới đó đi. Ba mất Đấy, rồi. ba mất rồi, là người ta chỉ anh chị chỉ dành ở dưới đó thôi, cho nên là mình thấy áp lực quá, mình mới xin cái mảnh đất này là của ba mẹ, xin lên đây để mà dựng cái căn chòi để mà có thể ở. Thì hiện tại ở trên đây chỉ mới 1 tháng, cả nhà mình và tiếng nhìn ở bên góc cái cây, bên cây điều á, thì hai vợ chồng đang gom lại những cái miếng tôn reset đó, để mà có thể chuẩn bị dựng lên một cái căn chòi nó có những cái miếng tôn nó an toàn hơn đúng không? Dạ đúng. Đó, nên xíu nữa tiếng xe ra tiếng ghi hình cho cả nhà thấy là những cái miếng tôn mà hai vợ chồng đã chuẩn bị và sắp xếp để mà có thể khi nào mà trời nắng á, không có mưa thì chồng của em gái, tiếng nhầm nãy giờ kêu bằng chị cả nhà, của em gái này, hai vợ chồng sẽ mỗi người một tay một chân để mà dựng lên cái căn chòi để cho nó có thể nó khang trang hơn. Mỗi ngày là em chỉ ở nhà trông con như thế này thôi hả? Dạ. Rồi chồng của em là có đi làm việc gì không? Con có bữa làm có bữa nghỉ gì đó. Bữa làm bữa nghỉ, ai thuê gì làm đó thôi. Dạ đúng rồi. Chồng của em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 24. Chồng năm nay 24 tuổi, cả nhà mình là bằng tuổi của Tiến, còn em gái này là 17 tuổi. Thì sống ở trên đây á, em thấy em so sánh với lại sống dưới làng á, ở đâu cực hơn? Ở đây cực hơn đúng không? Chắc chắn rồi. Mình sao mình không nghĩ cho con của mình một chút ta? Ở trên đây á, thì mình sống á, thì mình cũng đã biết là trên đây muỗi rất là nhiều, và nó cắn á, nó có thể gây cho người lớn á sốt rét cả nhà, cho nên là khi mà Tiến đặt chân tới đây, Tiến thấy cái hình ảnh này á, Tiến cảm thấy rất là lo cho bé luôn cả nhà mình. Rồi làm mỗi ngày có gì ăn đó, sao mà đủ mình sống đây, sao mà đủ tiền để mua sữa cho con, Thì đi làm đủ tiền sữa không thôi. đi làm đủ tiền sữa cho con thôi. Rồi hai vợ chồng có gì ăn đó, ăn lá cây rừng rồi thôi. Rất là thương, rất là tội cho cái hoàn cảnh này luôn cả nhà. Hôm nay là gia đình của mình là chuẩn bị ăn cái gì em? Cháo. Ăn cháo. Ăn cháo với lại cái gì đây, măng hả? Mang với tối khô. À, ăn cháo với măng với cá khô cả nhà. Qua. Thì bây giờ cho anh xin phép là anh đi tham quan một vòng để mà Dạ. có thể chia sẻ cái hình ảnh cái nơi ở của hai vợ chồng hiện tại đang sinh sống nha. Dạ. Nãy giờ Tiến cũng trò chuyện cùng với em gái 17 tuổi ở trên khu vực rừng núi, thì em gái cũng có trải lòng ra và kể cái cuộc sống và cái căn bệnh của con cái của em á cho cả nhà, thì cả nhà cũng đã hiểu rồi, hiểu rõ một phần nào đó rồi. Thì Tiến đang di chuyển ra ở cái mặt trước xung quanh cái miếng đất này để mà có thể chia sẻ những cái hình ảnh khác để cho cả nhà cùng hiểu rõ hơn. Như khi nãy Tiến có nói với cả nhà á, là họ chỉ mới chuyển lên đây ở chỉ mới 1 tháng thôi, và gia đình của họ anh chị là dành ở nhà dưới làng cả nhà, cho nên không ai chịu lên trên rừng trên núi để mà ở hết á. Với lại Tiến nghĩ là sống trong một cái căn nhà có rất là nhiều người như vậy á, thì hai vợ chồng em gái cũng khá là áp lực, cho nên là mới chịu không được, mới bồng con nhỏ lên ở trên khu vực rừng núi này. Tiến nghĩ chỉ có cái việc đó thôi cả nhà mình đó, cho nên khi mà cả nhà xem được á, thì cả nhà xem kỹ giúp cho Tiến nha, để biết rõ cái câu chuyện mà Tiến truyền tải nha. Đây, đây là những cái miếng tôn nè, chồng của em là sắp xếp lại rất là nhiều ở đây.
Tôi nghĩ ở đây chắc cũng phải 20 miếng tôn xét như thế này. Mấy hôm nay mưa gió cho nên là cái việc mà dựng chòi cũng không có được. Trời ơi, cái cây đu đủ này nó ngã tuyết ghê luôn á. Đây nè, rất là to luôn. Như cái lá này nha, thường là tiếng thấy á, bà con đồng bào nếu mà họ ăn cái lá này á, thì với một cái cây đu đủ ngã như thế này là họ phải ăn cũng khoảng hơn 1 tháng trời hoặc là 2 tháng cả nha. Rồi cây mít, cây điều ngã hết luôn. Ở trên kia có vài trái mít kìa. Chồng của em gái thì ở trên kia cả nha. Gió tới mức á, mà nó bứng gốc như thế này luôn. Nó bứng lên hết luôn. Còn phía bên đây á, là cái khu vực bếp để mà họ có thể họ dựng tạm thời để ở. Củi cũng để ở đó luôn. Mấy cái miếng tôn này nó rách hết rồi. Đây nè. Dầu ăn mắm muối rồi để phía bên này. Khi mà tiến tới đây á, thì tiến thấy là chỉ có 3 cái son thôi để mà có thể sinh hoạt nấu ăn nấu uống cả nhà. Cái nồi cháo khi nãy mà tiến dở ra nè, đó. Đây là cái nồi cháo. Còn đây là măng với lại cá khô nè cả nhà. Cá khô nhưng mà chút chút, và cái này là gọi là cái đầu cá khô đúng không em? Chứ đâu phải là nguyên con cá khô đâu. À, cái đầu có chút chút cả nhà mình, để tiến ghi hình cho cả nhà xem rõ hơn. Đó, không thấy một cái thân con cá khô nào luôn. Chỉ có cái đầu thôi. Mấy hôm nay ở trên đây mưa nhiều không em? Mưa nhiều lắm. Mưa nhiều rồi có dột không? Dạ có. Để tiến bắt cận cảnh cho cả nhà xem cái hình ảnh của cháu nha, cả nhà mình nha. Này là con trai đúng không em? Dạ đúng. À, mới 4 tháng tuổi thôi. Đây cả nhà mình. Bác sĩ nói là bướu này là bướu lành cả nhà. Bướu máu nhưng mà bướu lành. Nhưng mà cũng phải cần để mà có thể đưa đi vào Sài Gòn để chữa trị cho cháu. Nhìn rất là thương luôn. Sữa á, là mình chỉ cố gắng mỗi ngày mình ráng mình làm để mà mình mua những cái hộp sữa kia thôi á hả em? À, rồi mưa gió nó dột xuống á, rồi mình ở như thế nào? Đúng, mình đứng ở đây nè. Hết tạnh mưa mình mới lên giường ngủ được, mình À, mới lên đây nằm được. tạnh mưa là mình mới lên giường mình ngủ, còn mưa to gió lớn á, là mình đứng ở cái góc ở phía dưới đây để mà có thể ôm con rồi à, trú mưa thôi. Rồi hai vợ chồng định khi nào à, mình dựng chòi? Tạnh mưa, nếu mà không có mưa nữa thì dựng. À, bắt đầu từ ngày mai, nếu mà không có mưa thì bắt đầu mình dựng. À, trong vòng 1 tháng mà mình di chuyển lên đây á, đều mưa hết luôn. Khi mà tiến tới á, thì cũng đã tới giờ trưa rồi cả nhà mình, và em gái á, cũng vừa mới đi à, múc một cái miếng cháo và măng á, khi nãy mà tiến chia sẻ á, đó thì em ăn, tại vì cô nhóc á, thật sự ra á, quý ông bà cô chú á, có con cái hay là sinh con ra mà còn nhỏ thì rất là cực, tại vì trên tay á, là lúc nào cũng bế cũng bồng ở trên tay 24/24 luôn, làm việc gì cũng khó hết á, cho nên là cái thời gian mà cháu nó ngủ á, em gái này phải tranh thủ để mà có thể ăn uống rồi có thể chăm con nữa cả nha. Hôm qua là em ăn cái gì vậy em? Nó ăn đâu đủ. Hôm qua cây đu đủ nó ngã nhẹ rồi mình lấy đu đủ mình ăn. À, mình ăn đu đủ là bao nhiêu ngày? Khi nào có măng thì ăn măng, có đu đủ thì ăn đủ. À, là mình ăn hai cái đó, là mình thay phiên mình ăn liên tục vậy luôn á hả? Chắc anh nghĩ á, con nhóc á, nó 4 tháng thôi, đêm xuống á, mình ngủ á, thì em ngủ không có được đâu đúng không? Mình có hối hận không? Thấy cuộc sống khổ nhưng mình có hối hận không? Có hối hận hả? Hối hận vì cuộc sống khổ quá thôi, chứ mình không có hối hận là mình đừng có hối hận là mình có sinh ra một con nhóc như thế này, tại vì nó có duyên với mình, nó mới chọn và tới với cái cuộc sống của mình, cho nên là mình đừng có cảm thấy hối hận khi mà có cháu nha. À, như em ở đây á, từ lúc mà quen nhau cho tới khi cưới á, là em cảm thấy chồng em có thương em không? Có. Có thương em hả? Hai vợ chồng á, ráng cố gắng để mà có thể phấn đấu vì con của mình, vì cuộc sống của mình cho sau này nó ổn hơn. Anh biết á, là cái thời gian nó sẽ kéo dài rất là nhiều để mình có thể chứng tỏ cái sự cố gắng của mình.
mình còn trẻ thì mình bắt buộc là mình phải cố gắng, chứ mình đừng có than đồ gì nha. Dạ. Ừ, ráng cố gắng nha, vì con. Như em cho anh hỏi là em có mong ước gì cho cuộc sống của mình, hay là có mong ước gì cho con cái của mình không em? Muốn là có nhiều tiền để chữa cho con. Mong ước có tiền để mà đưa con đi vào Sài Gòn để mà chữa trị cái căn bệnh này. Dạ. Mặc dù đi khám rồi bác sĩ nói là bú này bú lành, Dạ. nhưng mà với một người mẹ thì mình cảm thấy rất là lo về sau này mình sợ con của mình bị như thế nào, đúng Dạ đúng. không? Ừ. Bây giờ em không có nghĩ cái gì hết á, em chỉ nghĩ là có tiền để mà đưa con đi chữa bệnh thôi. Dạ. À. Ngoài ra là em không có ước mơ thêm cái gì nữa hả? Dạ không. Em với lại chồng như thế nào cũng được, miễn sao con khỏe mạnh giống như những đứa trẻ khác là được, đúng Dạ. không? Như con của mình như thế này á, anh chị ở nhà hay là mẹ có giúp đỡ mình một chút nào không em? Dạ có, anh chị cũng nghèo. Nghèo nhưng mà họ vẫn giúp. Dạ. Nhưng mà chỉ ngặt có một cái là họ không chịu lên đây họ ở thôi. Dạ. Bắt buộc là mình cũng áp lực mình mới lên đây mình ở. Dạ. Rất là tội cho em gái luôn cả nhà mình. Hôm nay á, cái lý do mà anh đến đây, Dạ. anh thăm gia đình của em á, là anh đi một đoạn đường khá là xa để mà anh có thể anh mang cái ánh sáng. Anh biết cái ánh sáng á, nó là một cái ước mơ của bà con đồng bào nghèo. Mỗi khi á, mà em ở trên đây á, ban đêm là em chỉ đốt lửa thôi đúng không? Không Dạ có đèn đúng pin rồi. luôn đúng không? Dạ không. Cho nên là đó là cái lý do mà hôm nay anh mang cái ánh sáng lên để tặng cho gia đình của em. Tối nay á, mình có cái ánh sáng để mà mình có thể mình sinh hoạt vào ban đêm. Không còn phải sống trong bóng tối để tội con nhỏ nữa Dạ. ha. Bây giờ em đợi anh một chút nha. Dạ. Để anh có thể anh lắp ráp cái điện năng lượng mặt trời để cho gia đình của em có một cái ánh sáng để thắp sáng ở trên khu vực rừng núi vào đêm nay ha. Dạ. Thì hiện tại là Tiến cũng vừa nhờ anh Gôn để mà có thể lắp ráp cái điện năng lượng mặt trời để cho gia đình của em gái ở trên khu vực rừng núi này tối nay có một cái ánh sáng để mà sinh hoạt vào ban đêm cả nhà mình. Thì đây là cái lần đầu tiên mà em thấy cái ánh sáng năng lượng mặt trời này đúng không em? Dạ đúng. Em thấy nó đẹp không? Đẹp hả? Đó là cái ước mơ của tất cả các bà con đồng bào luôn, không chỉ riêng em đâu. Và bây giờ anh sẽ bật cái ánh sáng này lên và anh sẽ hướng dẫn em để em sử dụng nha. Dạ. Để anh gỡ cái bị này ra cột lại cho em luôn. Đây, đây là cái remote để mà điều khiển này, cả nhà xem nha. Để Tiến test cái ánh sáng. Đó, cả nhà mình, cả nhà thấy nó sáng không? Ban ngày nó sẽ sáng như thế này, ban đêm nó sẽ càng sáng hơn nữa. Và đây là cái remote để mà điều khiển, tại vì nó cài đặt sẵn rồi. À, tới khi mà chiều tối là nó cũng sẽ tự sáng thôi, nhưng mà anh sẽ hướng dẫn em thêm. Cái bước thứ hai là cái nút này nè, là cái nút mở. Còn nút này là cái nút tắt. Còn lại là em đừng có đụng vô những cái nút nào khác nha. Dạ. Ừ, nút mở, nút tắt. Đó, nên nhớ kỹ nha em nha. Dạ. Và khi mà mình sử dụng mình cất một cái góc nào đó thật là kỹ để cho khỏi bị mất. Mất là mình sử dụng không được nữa nha. Dạ. Khi mà hết pin á, em bấm lên nó không còn sáng nữa. Ở ngoài đây nè, nó sẽ có hai cục pin. Em nhờ chồng á, đi xuống làng mua vài cục lên, vài cặp lên. Một cặp nó chỉ có từ 2 tới 3 ngàn đồng thôi. Ha, đây, Dạ. anh gửi cho em. Đó là cái điện năng lượng mặt trời. Rồi, anh thức rồi cả nhà mình. Đó là cái điện năng lượng mặt trời của anh Thanh Bùi ở Mỹ cả nhà mình. Và khi mà anh trao cái điện năng lượng mặt trời á, là anh cũng muốn gửi cái phần quà nhu yếu phẩm để cho gia đình của em ở trên khu vực rừng núi á, để mà có thể có cái mà ăn uống ha em ha. Dạ. Và sẵn đây á, là Tiến cũng xin phép là Tiến đọc cái số tiền để Tiến mua quà. Con xin phép cô Hồng Minh ở Mỹ là con trích ra cái số tiền quỹ mà cô gửi cho con á là 800.000 đồng để mà có thể mua một phần quà nhu yếu phẩm lên trên khu vực rừng núi này trao tặng cho gia đình em gái ngồi trước màn ảnh nhỏ này. Và tới hiện tại thì anh cũng đã mua rồi. Đợi anh xíu nha. Nè. Quà thì Tiến để dưới đây cả nhà, tại vì ở trên cái sạp này á, nó nhỏ quá cả nhà mình ơi. Ở đây anh có mua cho gia đình của em nè, là 2 kg cá khô. Dạ. Đây anh gửi cho em. Rồi, đây, anh gửi nha. Anh mua 1 kg đường và một bịch bột ngọt lớn. Dạ. Đây anh gửi nè. 2 bịch muối nữa nè. Dạ. Đó. 2 chai mắm. Dạ. Anh gửi luôn. Rồi Tiến để đây nha cả nhà mình nha. 2 chai dầu ăn. Dạ. Rồi 2 chai xì dầu. Đó, anh gửi.
Ê chạy. Rồi một thùng mì tôm này. Đó. Anh gửi luôn nha. Cuối cùng là một bao gạo 10kg trong phần quà nhu yếu phẩm này. Đây anh gửi bao gạo 10kg nha. Xíu nữa anh rời đi nhá, em gom lại những cái đồ này bỏ vào trong bị để mưa khỏi ướt ha em ha. Yeah. Ừ. Đây là cái phần quà của cô Hồng Minh ở Mỹ, cô gửi cho gia đình của mình. Ôi, thấy cô nhóc vậy mà thật sự rất là xót luôn á cả nhà mình, rất là thương luôn. Và sau cái phần quà này nữa là con cũng muốn xin phép những cô chú anh chị mà con đọc tên á, con xin phép con trích ra mỗi cô chú mỗi người 100.000 đồng để mà có thể gom góp lại hỗ trợ cho gia đình của em gái ở trên khu vực rừng núi nha. Trước tiên là con xin phép cô Dầu ở Mỹ là con trích ra số tiền 100.000 đồng. Con xin phép bác Bét Lê ở Mỹ con trích ra số tiền 300.000 đồng. Con xin phép cô Minh Lê ở Cali nước Mỹ con trích ra số tiền 100.000 đồng. Con xin phép cô Mỹ Kim ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng. Chú Thiện ở Thủ Đức là con trích ra số tiền là 300.000 đồng. Và cuối cùng là anh Thanh Bùi ở Mỹ, em trích ra số tiền 100.000 đồng, tổng cộng cái số tiền mà con vừa đọc trên của các quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân á, số tiền là 1 triệu đồng. Bây giờ là em đợi anh xíu nha. Yeah. Anh sẽ trao cái số tiền này cho gia đình của mình. Hiện tại trên tay của anh đang cầm số tiền 1 triệu đồng của các quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân. Trời ơi. Cái đó là bị cái gì vậy em? Nó có đờm á. À có đờm á hả? Dạ. À. Thành bệnh biết vậy thôi hả em? Dạ. Để non nữa. Để non nữa, sinh non nữa. Dạ. Wow. Rất là thương luôn cả nhà mình. Và hiện tại trên tay của anh á, anh đang cầm số tiền 1 triệu đồng của các quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân. Yeah. Mà anh vừa đọc tên thì anh trích ra số tiền 1 triệu đồng này để mà có thể gửi cho em, để em có tiền em bọc túi xoay sở trong cuộc sống hai em ha. Yeah. Đây anh gửi cho em nè, 200 400 600 800 1 triệu. Đó là số tiền của tất cả các quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân gửi cho gia đình của mình. Thì khi mà em nhận mọi thứ như thế này nha, em có đôi lời nào em cảm ơn tới tất cả cô chú mạnh thường quân không? Cảm ơn mấy cô chú mạnh thường quân đã yêu thương, đã yêu thương và giúp đỡ gia đình của em. Và chúc cho các cô chú thật là bình an và có thật là nhiều sức khỏe ha. Tại vì em ở trên khu vực rừng núi và lại em tuổi còn quá nhỏ cả nhà, cho nên là em không có biết gửi tới một cái lời cảm ơn. Nên khi mà tiến tới tiến thăm người nghèo, tiến muốn hướng dẫn họ để họ có thể họ cảm ơn, họ tập quen dần với cái việc đó cả nhà, cho nên cả nhà thông cảm cho họ nha. Và con cũng xin thay mặt cho gia đình của em gái ngồi trước mặt anh nhỏ này, con cảm ơn tới tất cả các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã yêu thương và giúp đỡ hộ hoàn cảnh của em gái này. Con không biết nói gì hơn, con xin chúc cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe bình an bên gia đình của mình. Rồi cháu nó ăn gì không em? Nó ăn bột. Ăn bột thôi hả? Dạ. À, thôi ở trên đây nha, thì ráng cố gắng mà chăm cháu, đừng có nản, đừng có suy nghĩ tiêu cực gì nha em nha. Ừ. Thương quá cả nhà mình ơi. Anh là người đầu tiên tới đây để thăm gia đình của em đúng không? Thì đúng. Ừ. Thì bây giờ anh cũng đã tới trao những cái phần quà thay cho cô chú anh chị mạnh thường quân rồi, thì chắc có lẽ là anh cũng sẽ rời đi để tới thăm một cái hộ hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Ha. Ráng cố gắng vì con nha em nha. Dạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất nha. Dạ. Hôm nào thì anh sẽ ghé đến thăm lại hai mẹ con. Chồng thì đi làm rồi, cả nhà mình chặt cây đi làm rồi. Cho nên chỉ có hai mẹ con ở trong căn chòi này thôi. Thì chắc có lẽ bây giờ Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến tạm dừng video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến đừng quên ủng hộ cho Tiến một lượt like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi và xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến để Tiến có thêm kinh phí lên núi giúp đỡ các bà con nghèo nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.